Ôi, chơi cái hái lên không? Cái gì? Ôi, cầm tiền rồi đi chơi cái hái. Ôi, trời ơi, ôi, 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 nhiều đào đẹp quá, mình muốn, 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 muốn. Trời ơi, ôi, 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 nhiều đào đẹp quá, mình muốn, 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 muốn. Mãi không hết. Cái đào này có lại dài làm gì? Trời ơi, cũng dài mà mãi giờ, giờ dễ trứng kẹt hột mà. Trời ơi, dài mà mãi giờ, giờ dễ trứng kẹt hột mà. Bố mình chơi 5, 7, 10 con, bố chơi cả tuần rồi, ok mình chưa? Bố mình sẽ mang hết sức lực máy gì bố chơi.